lên mạnh lên mạnh lên mạnh lên lại sáng sức bên này rồi nè xuống nè học vẫn cao tiếp thôi thì cũng được đưa này anh được hỗ trợ cho họ được 10 cái dạ anh được rất vui mừng được cho họ con nó phát triển siro thì xin bài cảm ơn trước gia đình thực tế được các bạn cùng mổ hòn cái chùa rất vui mừng cho tất cả gia đình mà mạnh khỏe như vậy được an toàn trên đường mọi người cũng biết rằng dạ dạ cô bác thì hôm nay có một nhân viên kết nối được cô Nga ở Mỹ có hỗ trợ cho Kuro 5 cái quan tài để giúp cho những bà con nghèo ở vùng chỗ khu vực người dân đồng bào dân tộc Khmer ở chỗ khu vực Kuro này cũng như là những người dân ở sống lân cận mà có hoàn cảnh khó khăn á, mà không có điều kiện chung cất thì Kuro sẽ hỗ trợ cho mỗi người một cái như thế này. Và cũng trân trọng cảm ơn cô Nga đã trích một khoản tiền tài ra để giúp cho người dân nghèo ở đây. Như là bữa nay thì cũng nửa tháng rồi người ta mới làm xong cái này. Trong này nghe chú nói nó có lót cái miếng vải gì màu vàng gì nữa. Trong này nè. Trong này có cái vải màu vàng nữa. Thành ra là số tiền nó mắc hơn tí xíu thì chú cũng có chia sẻ là nó số tiền chú giảm vấn đề thì tiền xe chuyên chở vậy đó, tại chú nói là làm từ thiện nên cho là chú giảm một số tiền nữa. Chú đang tháo dây để vận chuyển cho bên trong rùa năm cái này là 8.925.000 gì rồi cả luôn tiền vận chuyển rồi tiền làm cái lớp vải bên trong á, lớp vải bên trong để cho nó đẹp. 8.925.000 năm cái. Ông chủ ông chiên được không? Ông chủ chạy kìa. Hả? Ông chủ chạy khiên không nổi hả? Gì hả? Cái này là làm bằng cây hết nha quý vị chứ không phải là bằng dán ép nha. Toàn bộ là cây hết. Chú đóng thì một phần nữa là để một phần làm từ thiện thôi. Chú làm thì chú cũng muốn giúp từ thiện giống như là đóng lấy cái giá mà nó rẻ nhất á. Được chưa? Gửi gì cũng được, gửi gì nói ra cũng được cho nó dễ, gửi gì nói ra được không? Không mở sao thôi không? Mình mở tới đâu mình lấy tới đó. À mở tới đâu lấy tới đó. Dễ cái người sao? Cái dây này còn có đâu chảnh. Lúc tiền lên mới có. Tụi nó làm chuyên nghiệp lắm. Bốn đứa lên nhanh lắm. Cái phòng nhỏ còn phòng lớn. Lên 2 tầng lên chưa được. Mưa luôn. Tăng coi chọn cái gì Tăng để làm dấu gì Tăng. Cái vô đây thì mình chắc chắn mình sẽ vô đó. Nhưng mà trước sau thì mình cũng vô mà mình không biết mình lâu mau thôi. Lâu mau thôi trước sau cũng hưởng cái này à. Ai cũng hưởng. Không ai mà tránh khỏi vậy. Mình tốt mình thọ không là không tốt rồi chết rồi. Cái áo quan này gọn mà. Nhỏ nhỏ vừa vừa con nó nằm im lắm. Không.
về. Đường mình vòng á, mình không băng rồi. Xuống xuống đi. Xuống này trước. Rồi xuống này trước nè. Lấy cái nắp xuống không anh chút? Không. Đóng luôn hả? Cái nào sao cái đó luôn khỏi làm dấu. Nè qua đây nè. Anh ấy qua đây nè. Rồi qua bánh đây nè. Bốn người chút nè. Trời. Rồi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, lại sắp xuống bên này. Rồi nè, xuống nè. Còn bánh quay tiếp thôi. Bốp. Chở là cái ra rồi. Chạy trơn rồi. Bên dưới chùa được chưa? Thầy chép vậy? Cái này mình không có thấy cái những cái đầu tẩn á anh không? Đầu tẩn là chừng nữa cái người mà mất người ta lại nó tự túc hả? Tự túc gì? Đầu tẩn á. Hả? Ừ đúng rồi. Chỗ này để dừa 10 cái không ta? Dừa trồng lên. À. Năm chục ký không anh? Năm cỡ đó gì hơn, nặng hơn, nặng hơn hả? Hơn 50. Thấy hai người khi người nào cũng đỏ mặt hết nè. Mạnh lên, gì nè, thu mạnh lên lại tất cả hả? 80 ký một cái nè. Mạnh lên, dỡ mạnh lên. Được chưa? Cái nặng cái nhẹ tài phạt. Cái nặng là cái gốc hả, còn cái nhẹ là cái ngọn hả? Cây cũng đẹp lắm rồi. Dân cây nhìn đẹp ghê nè. Trồng chân luôn hả nông? Trồng chân không? Trồng chân chưa để cây thành đồng. Để cây nghe nó thành đồng. Không trồng lá trồng được không? Không trồng lá chui vô lọt không? Chưa, để cái cây rác nó mới trồng lên được. Trồng lên đi chứ, không trồng lá chui vô không lọt á. Rồi để đã gì đây để nắm cây cái. Cái dây
này mình dám dám cái này là cái cây mà ông đóng đây chứ gì hả? Ừ. Cây này là cây ông đóng đây chứ gì? Ừ. Thấy không xẻ ra đồ dày với cái đồ ấy nó cũng bằng nhau chưa? Chưa. Trồng lên rồi mới để tiếp. Cây này bây giờ mình để dưới lớp nữa trồng lên khó lắm. Có bông hoa là nó này đẹp nha. Nữa ai cũng được thưởng cái gì chứ. Sớm muộn. Xuống tiếp tục. Để nhắc lại đi tập. Lúc kia không gặp cái bảo tập vô còn té đụng bể mà. Rồi qua bển đi tôi đẩy lên cái bên đây khỏi cạn chắc luôn à. Xong cạn kia. Kê lên vô cổng được không? Rồi chóng hết rồi. Dễ gì. Rồi leo vô luôn. Còn 4 cái nữa là xong. Chuyện này dành cho những người mà có sức khỏe thì mới nói. Chút ngón chân rồi hả? Rồi này bên này để bên trong đi. Cây nữa, chắc cây. Để gác thằng không nữa anh không? Hả? Nằm không nữa rồi vậy. Nằm không nữa rồi vậy. Sẽ chim thêm miếng. Chắc ăn. Thank you.
Sư mới đi về. Biết sao ông mạnh vậy không? Ông ăn chay á, ông mạnh vậy đó. Chứ ông ăn mặn là ông biết xìu à. Khoan. Sao kéo bảnh dữ không có thế nè. Bên đây học tay à. Rồi, khoan, đi. Mới đó anh nằm mạnh cái là cuối cùng là bị liền ha. Vậy đừng có khen anh không. Lo mấy cái gậy lót nó dài á. Không. Cái cuối nó hơi khó. Kéo của anh ra ta đẩy vô mới được, kéo cái đầu anh ra đẩy vô. Cái này chắc cái này em khiêng chắc không nổi đâu anh không? Chắc nặng lắm phải không? Gì? Bởi vậy 70 ký vậy, mấy người mới lực mới được chứ. Yếu yếu như em là khiêng không nổi thôi. Cái tuổi cân cái tuổi nó mới mạnh. Vậy này hai người bên này nè. Mỗi người bên đi khui gì cũng được mà mất công vô trọng để xuống. Cái này cái đầu dễ. Ba người nhẹ hơn hai người ha. Ba hai người lại ngủ rồi đây. Quá êm. Hy vọng gần 10 cái này đây tới cuối năm không có cái nào bị mất. Đây tới cuối năm không thiếu cái nào vẫn còn nguyên 10 cái là được. Dạ. Hy vọng mà đây tới cuối năm là 10 cái này vẫn còn nguyên, không có tặng cho bà con nào cái nào hết. Tại vì mình không muốn tao mất cho nên mình khỏi tặng. Không ai đụng đồ gấp. Sẵn đây sư có lời nào để cảm ơn các nhà nó ban cùng Phật tử làm xa giúp đỡ chùa mình hết sư. Dạ. Dạ. Sư được đưa này
anh được hỗ trợ cho họ được 10 cái. Dạ. Anh được rất vui mừng cho bà con nó phát triển siro. Tôi xin bài cảm ơn trước gia đình thực tế được họ cùng mỗi hòn cái chùa. Dạ. Rất vui mừng cho tất cả gia đình mạnh khỏe như vậy. Được an toàn trên đường mọi người cũng biết rằng. Dạ. Dạ, cảm ơn sư.